Đây là em thử ôm với cái điện thoại nè. Anh chị bạn hai kích thước của nó nè. Đó, thì nó cũng bằng bằng với cái điện thoại anh chị mày. Đây. Dễ bỏ túi anh chị bạn, nhét túi quần cũng được nè. Hello, lại là em Ken đây. Chào mừng chị bạn quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio ha. Đó thì dành cho anh chị bạn nào lần đầu tiên mới biết đến kênh Ken Audio của em, chuyên về các cái bộ micro hát thu âm livestream nè, nó các cái sao cạc và bàn mixer, mix karaoke gia đình ha anh chị bạn. Đó là kéo nha. Đó có đầy đủ ha anh chị bạn. Địa chỉ bên em là nằm ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh chị bạn có thể liên hệ hotline hoặc là nhắn tin Zalo với cùng một cái số điện thoại luôn. Đó là 0932 075 612 ha. Rồi, anh chị nào chưa bấm đăng ký kênh đó, thì mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha anh chị bạn. Bấm vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới ha. Rồi, còn cái video ngày hôm nay là em sẽ tập hợp review đến anh chị các bạn một cái em mẫu sao cạc mới ha. Thì cái em sao cạc này là thuộc dòng phân khúc nhỏ gọn mini thôi. Nó kích thước lát nữa em sẽ em khui ra thì em phỏng phỏng trước cho anh chị bạn mình nắm chừng là nó chỉ bằng một cái điện thoại đấy anh chị nha. Đó, sao cạc nó bằng một cái điện thoại vậy thôi, nhưng mà nó có đầy đủ hết tất cả những tính năng luôn anh chị bạn ha. Hỗ trợ cho từ cái việc anh chị bạn hát thu âm livestream nè, cho đến những cái bạn mà muốn thích chơi trên các gọi là gì game game liên minh rồi đó, giả giọng rồi cái hiệu ứng khán giả cười nói rồi đó, có đầy đủ hết ha. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, em sẽ tiến hành đập hộp luôn nha anh chị bạn. Thì đây là cái vỏ hộp bên ngoài, nó sẽ nhìn tổng quan nó sẽ như thế này đó. Trên này nó ghi rất là nhiều các cái chức năng nè, thì lát nữa cụ thể thì em sẽ nói lên trên cái sao cạc. Đây mặt sau của nó đây là cái hộp. Rồi giờ em sẽ khui ra nha. À, anh chị các bạn mình muốn xem được nhiều các cái video clip hoặc là xem được nhiều các cái sản phẩm hơn á, thì anh chị bạn có thể gõ trên thanh ví dụ anh chị muốn bạn các bạn muốn tìm cái gì đi, ví dụ anh chị bạn tìm là mic hát live, mic hát live, xong rồi kèm theo cái sau cuối anh chị bạn gõ thêm cái tên bên em là Ken Audio vào ha, hoặc là muốn tìm mixer anh chị bạn gõ mixer xong rồi Ken Audio đó, là nó sẽ sổ ra rất là nhiều các cái sản phẩm bên em để anh chị bạn mình xem được đa dạng mẫu hơn ha. Đó anh chị gõ trên thanh tìm kiếm của YouTube á. Rồi ok, đây là mở hộp ra nè. Đó tên đen ten đây, lúc nào thì nó cũng sẽ có một cái cuốn hướng dẫn như thế này. Thì trong này nó nói cũng rất là chi tiết, nhưng mà thường thì em thấy ít ai đọc hướng dẫn lắm. Thôi thì em sẽ lát em sẽ giới thiệu trực tiếp trên cái sản phẩm luôn để chị bạn mình dễ nắm bắt được. Rồi đây là có một cái bao da nữa anh chị bạn. Này chắc giả da quá à, chứ à nói chung phân khúc em này giá cũng rẻ anh chị bạn. Hiện tại em này chắc tầm khoảng 700 hơn xíu anh chị bạn. Đó mà giá nó có thể dao động tùy từng thời điểm như bạn, có thể lên hoặc có thể xuống đôi chút. Thì bạn muốn cập nhật chi tiết thì cứ liên hệ với bên em nha. Đây số điện thoại hotline, nhắn tin Zalo, em có để số điện thoại trên màn hình luôn đó. À và nếu anh chị bạn nhắn tin Zalo quá thì anh chị bạn vô nhắn thì vô hỏi thẳng vấn đề giúp em nha, chứ đừng có alo xin chào xong mình cái gọi im luôn. Thì nhiều khi nhiều tin nhắn quá anh chị bạn, em sẽ ưu tiên những khách nào nhắn vô hỏi thẳng sản phẩm này nhiêu em, hoặc là cái sản phẩm này giá sao, thì em sẽ ưu tiên trả lời những cái khách đó trước ha. Cái còn những khách mà nhiều khi cái alo em trả lời lại xin chào cái rồi cũng khách đó cũng đâu mất tiêu luôn, thì thôi anh chị bạn vô đề nhắn hỏi xin chào xong rồi hỏi sản phẩm này, chị muốn hỏi sản phẩm này sản phẩm kia AB vậy đó, để em biết đường nha. Rồi ok, đây là những cái dây cho kèm theo nè anh chị bạn. Đây, hai sợi dây này có lẽ là một sợi sẽ dùng livestream ha, một sợi livestream, còn một sợi anh chị các bạn có thể dùng để lấy nhạc cũng được, nhưng mà từ em này thì em nghĩ là có thể lấy nhạc bằng Bluetooth rồi, nên là mình cũng có thể tính là hai sợi này để dành dự phòng secure, dành để dây livestream luôn, ví dụ dây này mà nó có hư thì còn cái dây này đó. Rồi còn cái dây này là dây sạc nè, cái sạc đây nó sẽ dùng đầu tai si anh chị các bạn. Đó, rồi đó là xong về bên phụ kiện ha. Bây giờ em sẽ mở nhân vật chính ra. Đây tên đó, nhìn cũng khá là đẹp ha.
Nếu như mà anh chị bạn nào đã theo dõi kênh Ken Audio của em lâu ngày trước rồi á, thì anh chị bạn sẽ biết là trước có cái dòng mà sao cạc mini á, là em cũng có một cái mẫu với model là BH2 anh chị bạn, đến từ thương hiệu XOX, XOX BH2 ha. Đây là em thử ốm với cái điện thoại nè, anh chị bạn thấy kích thước của nó nè, đó thì nó cũng bằng bằng với cái điện thoại anh chị bạn đây. Dễ bỏ túi anh chị bạn, nhét túi quần cũng được nè. Đây ngoại hình của em này model là K9 anh chị bạn ha, gọi là sao cạc K9 nha. Đây là mặt sau nè. Đó, thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua cái nút chức năng cũng như là cách sử dụng. Thì cách sử dụng thì cũng đơn giản anh chị bạn. Đây ở dưới đây anh chị bạn thấy có một công tắc nè. Đây mình gạt qua đây, gạt qua phía chữ on á là nó sẽ mở lên nè anh chị bạn thấy không, nó chạy đèn nè. Đó rồi tương tự tiếp nè, anh chị bạn nhìn thấy ở trên này nó cũng có ký hiệu nè, tương ứng với những cái ký hiệu ở đây, nó sẽ có cái cổng để mình kết nối nè. Ví dụ ở đây nó ghi chữ mic đúng không, thì tương ứng với cái đây là cái cổng để mà mình gắn micro vào nè. Đó hoặc là cái cổng bên này nó ghi chữ headset nè, headset tức là mình sẽ gắn những cái tai nghe mà nó có hỗ trợ luôn cái mic đó anh chị bạn. Có những cái tai nghe mà nó có cái mic ở trên đó luôn á, thì mình nếu mà mình cắm vào cổng này là cái tai đó vừa để nghe được mà mình có thể nói được trên cái tai nghe đó luôn, là mình phải cắm vào cái cổng headset này nha. Đây còn cái cổng earphone này thì nó chỉ đơn thuần là để cho mình nghe thôi, gắn tai nghe vào mình nghe thôi chứ nó không có đường mic ha. Còn muốn có đường mic trên cái tai nghe là mình sẽ cắm bên cổng headset đây nha. Rồi tiếp theo cái cổng nó ghi chữ lift nè, chữ lift là cổng để mình gắn cái dây lai đó, đây nè cái dây này nè. À, một đầu mình sẽ gắn vào đây, còn đầu còn lại này mình sẽ gắn vào cái điện thoại mà anh chị bạn, cái điện thoại mà ví dụ anh chị bạn muốn lên livestream nè, hoặc là những cái điện thoại mà anh chị bạn những cái bạn trẻ bây giờ mà thích chơi game đồ đó, chơi game Liên Minh đồ đó ha, thì mình sẽ gắn vào cái điện thoại đó ha. Rồi cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Rồi ở dưới đây là cái cổng cổng bên này, cái cổng mà nó ghi chữ charging á là cái cổng để mình sẽ gắn dây sạc nha anh chị bạn. Đây cái dây sạc đây nè. Đó, gắn vào đây. Rồi còn cái đầu còn lại mình sẽ cắm một cốc sạc, ok chưa? Còn cái cổng bên này thì nó ghi chữ OTG. Cổng OTG này thì nó sẽ kết nối với cái điện thoại thông qua cái chức năng OTG. Cổng này em sẽ có, nói chung là em chưa có test cái cổng này anh chị bạn. Nhưng mà thường thì cái chức năng mà kết nối OTG này đối với những cái điện thoại nó hơi rắc rối hơn chút ha. Nên là nào nó khó quá thì mình cho qua anh mình nói sau đi. Đó, nói chung sử dụng mấy cái chức năng mà em nói đó là cũng rất là nhiều rồi, anh chị các bạn sợ nhớ chưa hết nữa đó. Rồi tiếp theo đó nè, dọc theo hai cái bên sóng của sao cạc này á, nó sẽ có những cái chức năng nữa. Ví dụ bên đây nó ghi chữ mid volt, tức là cái nút này để chỉnh nè, tăng giảm âm lượng của micro ha. Rồi tiếp theo xuống dưới đây nè, music volt, tức là hai cái nút này để chỉnh âm lượng to nhỏ của nhạc. Hoặc là anh chị các bạn có thể trên cái điện thoại mà mình kết nối Bluetooth cấp nhạc cho cái em sao cạc K9 này, anh chị bạn cũng có thể tăng giảm trên cái điện thoại đó cũng được luôn, hoặc là mình sẽ tăng giảm ở cái nút trên đây. Rồi tiếp theo xuống dưới đây nữa nè, reverb, nó ghi là chữ reverb, tức là reverb anh chị bạn, reverb volume đó. Đó thì cái nút bên đây là để tăng, nó ghi dấu cộng nè, là để tăng volume ha, và tương ứng đối xứng với bên này anh chị các bạn thấy cũng nó ghi cũng reverb volume, nhưng mà ở đây nó ghi là dấu trừ, thì mình khi mình nhấn bên đây nó sẽ là để giảm reverb, và nhấn bên đây là để tăng reverb đó, ok chưa. Rồi tiếp theo qua tới bên đây nè, red volume, tức là cái này anh chị các bạn sẽ chỉnh cái đầu mà cái bên cái buổi livestream á, người ta sẽ nghe âm lượng của cái người nghe ở bên buổi livestream á to nhỏ gì là mình sẽ ở đây nè ha. Rồi tiếp theo là monitor volume, tức là âm lượng tổng của cả tiếng nhạc và tiếng mic, là anh chị bạn cũng sẽ nhấn ở cái nút này, tăng giảm là ở nút này. Rồi tiếp theo các cái nút chức năng trên đây. Đây đầu tiên á, cái nút high và cái nút low này nè là để chỉnh cái tông giọng á. Nếu mà anh chị bạn muốn cái giọng nó sáng thì anh chị bạn nhấn cái nút high nè. Đây anh chị bạn để ý bây giờ là cái nút high nó báo đèn đỏ đầy full hết cái vạch ở trên đây, tức là nó đang ở mức cao nhất. Còn bây giờ anh chị bạn nhấn xuống nút low nè, đây nó sẽ giảm đèn đỏ xuống nè anh chị bạn thấy không, đó nó giảm xuống từ từ nè đó. Nếu như mà anh chị nhấn nút low nó giảm xuống quá thì cái tiếng của mình nó sẽ ấm hơn, nhưng mà giảm nhiều quá thì nó cũng không còn nghe được, cái tiếng nó không có sáng được lắm, cái giọng hát mình nó không có sáng, thì thường thì em sẽ để nó gần như là full ha.
Rồi cái nút play in này cũng không quan trọng nha anh chị bạn, cái nút play in mình không quan trọng thì mình cứ để, nếu như mà anh chị bạn thấy mà nó cứ chớp chớp vậy nè, mình nhấn lại nha cho nó đứng yên cái đèn như vậy đó. Rồi tiếp theo là để chuyển các cái chế độ vang ở trên này, nó có rất là nhiều chế độ vang, để em đếm coi có 6 chế độ vang luôn anh chị bạn. Mình muốn chuyển sang các cái chế độ vang á, thì mình sẽ bấm cái nút mod đây nè, bấm thả nè, bấm thả lần lượt nó sẽ nhảy qua từng chế độ vang khác nhau đó, có 6 cái chế độ vang. Mà thường á, nếu như mà để hát thông thường thì mình cứ để ngay chế độ đây, chế độ vang nó ghi là popular nè, đó là chế độ vang mà thông dụng hay sử dụng ha. Còn chị bạn mình có thể trải nghiệm thêm, nó còn tới 5 cái chế độ vang còn lại mình cứ trải nghiệm thử rồi ok chưa. Và nếu mà lần lượt anh chị các bạn cứ bấm là nó sẽ nhảy đèn, nó nhảy qua tới đây, nhảy cái đèn xanh qua tới ghi chữ mèo này là ở chế độ giả giọng anh chị bạn. Cái này là giả giọng nam nè, mèo mèo là giả giọng nam ha, qua chữ girl là giả giọng nữ nè, child là giả giọng trẻ em nè, rồi cái này là cái giả giọng gì đó, nó cũng là giả giọng ha mà nó ghi tắt quá không hiểu. Đây tiếp theo là giả giọng monster, tức là giả giọng quái vật đó anh chị bạn. Và cuối cùng đó là giả giọng của robot đó, nghe tiếng giống như robot ha. Rồi và một cái nữa, nó thêm một cái gì nữa nè, ví dụ anh chị các bạn thay vì mà để nhấn, mình đang nhấn đến đến cái chế độ giả giọng bên mail này đúng không, mà mình muốn về lại cái chế độ mà tắt vang, tức là tắt vang giọng mộc để mà mình ngồi nói chuyện qua lại hai chiều với nhau á, thì thay vì mình phải bấm lần lượt nó rất là lâu. Nếu vậy á, mình sẽ có, nó có chức năng cho mình nhấn giữ cái nút này xuống tầm 3 giây nó sẽ nhảy sang liền luôn cái chế độ giọng mộc anh chị các bạn, giọng mộc ha, để mình nói chuyện á, dành cho những bạn mà chuyên like trên Bigo á, cái thuật ngữ gọi là BK đó anh chị bạn ha. Rồi đó, sau đó mình muốn lại chế độ vang mình cũng phải nhấn lại cho nó nhảy lại popular đây. Ok rồi, Elite Electric Electric này là tức là cái chế độ auto tune đó ha, auto tune mình sẽ nhấn lần lượt nó sẽ chuyển tông, anh chị bạn muốn hát auto tune thì phải dò đúng tông phù hợp với cái bài hát thì nó mới hát chuẩn ra được nha. Rồi còn cái đây là biểu tượng Bluetooth, đây kết nối Bluetooth, đây các cái nút đây nè, theo tay em chỉ nè, hai cái hàng này nè đó, và cái hàng này luôn đó, tất cả đều là các cái hiệu ứng à, khán giả cười vỗ tay rồi cái hiệu ứng vui nhộn rồi đó ha, đó là từ ở đây nè, đó là những cái hiệu ứng ha. Rồi xuống tới đây cái nút này nè anh chị các bạn thấy cái nút mà nó ghi chữ Dog này nè, là nếu mà anh chị bạn nhấn vào đây, em thử nhấn nha, đó anh chị bạn sẽ thấy nó chớp đèn ha, không là tức là anh chị bạn đang nhấn vào cái hiệu ứng Dog này, là khi mà nếu mà anh chị bạn bật nhạc lên nha, đang nhạc nền nhạc đang chạy nha, mà anh chị bạn cất tiếng nói á, mình nói là tự cái tiếng nhạc nó sẽ nhỏ 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 xuống mà nó tắt luôn. Đó là cái chế độ Dog, nó là như vậy nha. Nếu như mà anh chị bạn thấy cái tình trạng đó thì mình biết á, là mình kiểm tra cái nút này coi mình có đang bật vô cái hiệu ứng đó không, thì mình nhấn lại cái để cho nó đứng yên cái đèn như vậy, là khi đó nó sẽ không còn cái tình trạng đó nữa ha. Thực ra nó không phải tình trạng gì đâu, tức là cái chế độ này nó dành cho giống như chế độ mà MC nói chuyện vậy đó. Ví dụ nền nhạc nó đang ồn, nó đang nhạc đang chạy đúng không, mà MC cất tiếng nói là tự nhiên cái nền nhạc sẽ nhỏ 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 và nó tắt đi luôn. Đó là cái chế độ Doxy nha. Rồi tiếp theo cái chế độ mà nó ghi là Move Flat nè, đó là cái chế độ này tức là dành cho những cái bài nhạc nào mà nó mới vừa ra trên thị trường luôn, mà nó chưa có được cái bản karaoke á, mà anh chị các bạn rất thích cái bài đó và muốn hát cái bài đó mà nó chưa có được bản karaoke, thì anh chị bạn nhấn vào cái nút này nè. Nhưng mà nút này ha, sẽ tự nhiên á, nó sẽ cắt lời của ca sĩ đi, nó sẽ cắt lời ca sĩ ha, và anh chị các bạn có thể hát được trên cái nền nhạc đó. Tuy nhiên là thì nó cũng ở cái mức độ là tương đối thôi, để là tức là mình thích quá thì mình hát thôi, chứ mà nếu mà so với những cái bản beat mà nó chuyên về karaoke thì chắc chắc chắn là chất lượng nó sẽ không có được bằng những cái bản chuyên đó ha. Nhưng mà nếu mình gọi là giả chiến á chị bạn, những cái bài hát nào mà không có thì mình thích quá thì mình sẽ dùng cái chức năng này nha. Đó là nó cũng rất là ok nha anh chị bạn. Rồi tiếp theo chế độ là nó ghi chữ noise noise, tức là chế độ này là anh chị bạn nếu mà muốn sử dụng á, mình sẽ nhấn vào đây là nó sẽ, anh chị ở những cái môi trường mà nó quá ồn đi, quá nhiều tạp âm, thì nó sẽ giúp cho anh chị các bạn, anh chị nhấn vào đây thì nó sẽ giúp anh chị các bạn một phần nào đó lập bớt đi những cái tạp âm nha, một phần nào nha thôi nha anh chị các bạn, chứ không hẳn là tuyệt đối đâu, bởi vì so với mức giá này nó có tích hợp cho anh chị bạn những cái tính năng đến cái công dụng như thế là cũng quá là ok rồi anh chị các bạn ha. Đó còn cái về cái chất âm hát test á, thì em sẽ có một cái video sau ha, bởi vì bây giờ hát test những cái bài hát nó dính bản quyền rất là nhiều, mà cái video này thì em chỉ muốn dành riêng để đập hộp review thôi, không muốn dính bản quyền trong đây, sẽ có riêng một cái video hát test riêng anh chị bạn có mình cảm nhận chất âm.
Rồi ok, nếu anh chị bạn xem đây cảm thấy hay thì hãy cho em một like nha. Còn anh chị nào chưa có đăng ký kênh thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha anh chị bạn. Bấm một cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà em ra video mới ha. Rồi xin cảm ơn anh chị bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh audio trong suốt thời gian vừa rồi. Và xin chúc chị bạn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.